Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Agribank Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu. Các cầu thủ Agribank Hoàng Gia Lai với trang phục màu vàng và Bordeaux. Và chúng ta có thấy quản lý bên phía hành lang cánh phải về phần sân của họ. Đường chuyền dài. Quá hay, dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn. Xuân Đại. Tuyến hai. Vừa rồi là một tình huống tấn công trực diện quá hay của Sông Lam Nghệ An, nhưng rất tiếc là tiền đạo Xuân Đại đã dứt điểm không thành công. Đó là những cầu thủ có khả năng không chuyến cực kỳ tốt bên phía đội chủ nhà. Đánh đầu! Như vậy đã có bàn thắng. Bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Agribank Hoàng Gia Lai. Vũ khí lợi hại của Agribank Hoàng Gia Lai đó là những tình huống đá phạt cố định, những tình huống đá phạt góc. Giải đồ và xâm nhập vào khu vực 16m50. Ra bên đó, không vào. Người vừa về cản phá đó là Phan Bá Quyền. Phút thứ 45 của hiệp 1 rồi. Đánh đầu, không vào. Pha đánh đầu của trung vệ Zairo. Như tôi đã nói rồi, những tình huống cố định nó cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là một công thức tấn công. Thanh Nhân dứt điểm từ xa, rất khó chịu. Có hai cầu thủ của Agribank Hoàng Gia Lai mà thôi. Javeras pha đột phá nhưng không thành công. Cơ hội. Đây là Thanh Bình, không vào. Sai lầm của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một chút nữa thôi đã biếu món quà dành cho tiền đạo Thanh Bình. Tạt bóng vào. Dứt điểm. Không được, bóng đi vót xa. Một tình huống tấn công biến hay của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Kiên quyết. Dứt điểm ngay, không vào. Hơi táo bạo một chút. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm, bóng đi căng như kẻ chỉ. Có vẻ như đã chạm vào cột dọc rồi. Đánh đầu. Như vậy cho đến thời điểm này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã thổi còi kết thúc trận đấu. Agribank Hoàng Gia Lai đã giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng duy nhất do công của Thanh Bình ở trong hiệp 1.